Mẹ ơi, bữa nay con về nhà mới rồi, mình về nhà mới rồi đó mẹ ơi. Về uống nước đi, về phù hộ cho con nó nhà ông cửa con khỏe mạnh đi, con hết bệnh đi mẹ ơi. Ba ông về ông ơi, cái phù hộ cho con ba này có nhà mới rồi. Ôi em xin đi quan Thế Âm Bồ Tát ơi, hộ cho em cho ngay về chùa chủ cho nghe. A Di Đà Phật. Bé hậu. Chào. Xin chào quý cô chú anh chị. Trong video trước thì Nhân đã bàn giao cái tiệm tạp hóa, cái quán mới này cho dì Sang và bé Hân rồi. Có một chút cái vấn đề ở cái vách ngăn với anh Thầu, cho nên là đã giảm lại 500.000 và Nhân đã có tặng cho dì Sang ở trong video trước rồi. Quý cô chú anh chị xem lại giúp Nhân ha. Thì cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, sau khi mà bàn giao cái nhà tiền chế này xong á, thì hiện tại là bé Hân rồi một số người thân của dì Sang cũng đang dọn đồ để vào trong nhà mới này nè. Thì một chút nữa là sẽ có một cái bàn cúng nhỏ nhỏ, cúng mẹ Quan Âm, thì dì Sang cũng khấn vái để vào ở trong nhà mới này. Thì một lần nữa Nhân chia sẻ cái cảnh này cho quý cô chú anh chị. Thì Nhân cũng xin thông tin là trong thời gian vừa qua thì Nhân có duyên biết được hoàn cảnh của dì Sang và bé Hân, người dì bại liệt nuôi cháu tâm thần, thì Nhân cũng có chia sẻ và Nhân cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thì Nhân mới xin được tổng cộng là 40 triệu đồng. Nhân đã có đọc danh sách ở trong những video trước rất là cụ thể rồi. Thì mới làm được cái nhà tiền chế như thế này. Nói chính xác là một cái tiệm tạp hóa để dì Sang vừa buôn bán vừa sinh sống. Cho nên là sẽ còn thiếu những cái vật dụng ở trong nhà nếu như mà mình cần trang bị thêm. Nhân lấy ví dụ như là về cái xây nhà, thì khi mà mình làm nhà tiền chế như thế này thì mà mình làm được la phong thì nó sẽ tốt hơn hay gì sao, nó sẽ đỡ nóng hơn, nhưng mà do là kinh phí có hạn cho nên là cái này là chưa có. Thì nào giờ con người gì cũng biết ở la phong mà sao không biết cái la phong nữa. Chưa biết cái la phong luôn hả? Trời ơi. Dạ, cái la phong đóng thì để cho nó mát nhẹ hơn, nhà nó đẹp hơn nữa. Dì Sang nói tội nghiệp lắm, dì Sang không biết cái la phong luôn. Thì hiện tại là nhà tiền chế này vẫn chưa có cái la phong nè, nhưng mà do là kinh phí hạn hẹp thì Nhân cũng không có cho triển khai được. Thì cái này cũng tùy duyên thôi, mình làm được cái nhà như vậy là mình đã rất là mừng rồi. Thì còn duyên nữa thì mình làm nữa, còn không thì thôi. Rồi có một số quý cô chú anh chị là có bình luận ở trên clip của Nhân á, thì nói á là nói gì Sang là lót gạch của cái này cho nó sạch sẽ luôn. Tại vì với cái chất liệu làm sàn này á, thì theo như ở bên xây dựng á, cho biết á, là mình có thể là mình lót gạch được luôn, mình làm hồ mình lót gạch được luôn. Nhưng mà Nhân thì cũng cân nhắc không biết á, là cái này mình lót gạch lên được có trơn không, sợ nó gạch rồi nó trơn thì bé Hân với dì Sang đi lại rồi nó khó khăn. Cho nên thì để xem xét lại cái đó. Bây giờ thì đang chuyển đồ qua nè. Mệt không Hân? Dạ không. Trong buổi chiều ngày hôm nay á, thì sẽ để cái ván, cái bộ ván cũ ở đây cho dì Sang sinh hoạt. Dì Sang thì gắn liền cuộc sống mình với bộ ván à. Tại vì ngồi có một chỗ à, ăn ngủ tắm rửa gì cũng trên cái bộ ván hết á. Thì cũng Nhân cũng không có còn dư ra được kinh phí để mà mua một cái bộ ván mới nữa. Nhưng mà Nhân thì thấy thương dì Sang quá cho nên trong những ngày tới thì chắc là cũng sẽ sắp xếp để trang bị cái này cho dì Sang. Thì cũng hy vọng rằng đủ duyên. Cô chú anh chị có tặng cho dì Sang được cái bộ ván thì tốt. Đây cũng là một cái bàn cũ mà mình tận... Dạ, mình tận dụng lại. Nghe này.
cái bàn nó cũng muốn bung nẹp rồi. Giờ cái gì cũ thì mình xài lại ha, mình tận dụng lại. Rồi từ từ con đủ duyên thì con giúp cho dì sang thêm. Thân giỏi quá. Nặng không? Mình chỉ ở đâu thì Hân nó làm đó vậy hả dì Sang? Ừ con chỉ nó làm mà nó làm không vừa ý mình nữa, cũng như nó cho có vậy thôi nha. Mà có khi chỉ không biết gì hết, không, làm không có theo ý mình. Không có khi nó không biết gì cái gì, nhiều khi gì bực mình mà nhớ được lại nó không có trí óc, thôi kệ nó bỏ qua cho nó luôn. Bàn thờ này mình để tạm đúng không dì Sang? Cái này dì để đỡ con rồi dì sửa lại đem bộ giáo cũ lót rồi dì mới để lại đàng hoàng lại. Dạ, này nữa mình treo lên ha. À. Còn thần tài thổ địa thì mình vẫn thờ ở phía trước như hồi trước đúng không? Thần thổ địa cũng như hồi xưa vậy đó, hồi để như ra đằng đẵng đó con. Dạ. Ừ. Chứ giờ thì mình mua bông hoa trái cây gì chưa? Bông hoa nào trái cây nó mua nè, hồi sáng nè. À. Ừ, để nó giờ nó đang hút cát vô. Giờ dì Sang tính cúng như thế nào? Nói giờ giái mẹ về phù hộ cho dì, bây giờ lên nhà lên cửa rồi, bây giờ dì kêu mẹ về ăn trái cây phù hộ cho dì khỏe mạnh. Dì sống lo đời sống cho con thân đi, chứ giờ mình dì nói giờ không ai lo cho nó, gì có chỉ đây trong ngoài có mình dì à. Lấy trái cây ra giùm dì con. Đồ nghề của dì Sang á. Cái này là để móc bán tạp hóa nè. Đó, cái này là dì Sang móc lên, dì Sang lấy đồ tạp hóa, dì Sang đưa cho người ta là bằng cái cây này nè. Chứ đâu có đi được đâu. Bởi vì nó khổ vậy đó con ơi. À, khi mà thượng mẹ Quan Âm lên á, ừ, thì dì Sang nhớ lau chùi lại nha. Dì chùi hồi nãy nè. À, có lau chùi chưa? Có chùi rồi, mới đem về nhà. Dạ. Lấy cái dĩa cây hơn. Mẹ ơi, bữa nay con về nhà mới rồi, mình về nhà mới rồi đó mẹ ơi. Về uống nước đi. Hân lấy cái dĩa hơn. Trong nhà mà không lấy cái chén cái dĩa cũng được. Để cái dĩa kìa, cái dĩa đây nè. Về phù hộ cho con trong nhà cửa, con khỏe mạnh, con hết bệnh đi mẹ ơi. Nay mình có nhà mới ở rồi đó, nhờ mạnh thường quân, nhờ mấy em, mấy chú, mấy chị này, mấy đứa cháu này nó lo cho mình cũng mừng này. Giờ mẹ về mẹ chứng cho con nhà ở cửa. Chú ơi, về làm cái cây này chú ơi. Bà ông về mà cái cây phù hộ cho con ba này, có nhà mới này. Dạ mẹ không còn. Thôi dì Sang cố gắng không có khóc hoài. Đã mắt của mình bị yếu rồi mà còn khóc hoài. Cái này là để tạm bàn thờ thôi nha quý cô chú anh chị. Mình sẽ còn phải đưa mẹ lên cao. Còn ông thần tài thổ địa thì mình thờ ở dưới chứ không phải là thờ chung như thế này. Cái này là dì Sang đang để các vị tạm. Rồi dì Sang đốt nhang để khấn vái vào nhà mới thôi. Phù hộ cho con, cho con khỏe mạnh đi, một năm những cuối năm cho con khỏe mạnh. Về chứng cho con ăn trái cây đi. Mẹ cũng về phù hộ cho con. Mẹ con giấy rồi đó, giờ nhà cửa con vậy, bây giờ con được yên nơi yên chỗ rồi. Mẹ về mẹ con mình ở chung nhà nữa mẹ ơi. Dì Sang thờ mẹ Quan Âm lâu chưa? Dì thờ hôm nay cũng lâu lắm mẹ con. Hồi dì 40 mấy tuổi á, dì thờ hôm nay dì 63 tuổi rồi. Mình thờ lâu rồi. Mình nguyện sao mà mình thờ mẹ Quan Âm? Nghe người ta dạy mình dạy thêm, mình nói con năn thỉnh mẹ về, mẹ phù hộ cho con khỏe mạnh, rồi con đốt nhang có gì cứu mẹ. Rồi nhiều khi trái cây rầm gì đó, rồi mình mua trái cây mình không có tiền nhiều thì mình mua chừng chút vậy đó, mình cúng mẹ bông hoa đồ vậy đó, ở trên trang mẹ vậy đó. Có thờ có thiên có kiên có lành ha. Ừ. Mình tin là mẹ nhiệm màu thì mẹ sẽ phù hộ, độ trì, chở che cho mình khỏe mạnh ha. Cũng nhờ mẹ phù hộ đó, ngay dì Sang mới có được nhà mới nè. Trời mưa có gì giấy mẹ ơi, mưa quá rồi mình con khổ, mẹ theo phù hộ cho con đừng sợ trời mưa. Mỗi lần trời mưa gì đó cũng phải nói chứ, miễn từ mưa mà tới tạnh mưa là cả chục cây nhang luôn á.
vừa tắt cái này đốt cái kia, con gì sợ trời gió, thì có mình hay cô cháu. Bằng đêm nhà người ta thì ta ngủ hết, để đóng cửa thì ngủ hết, còn có mình cô với nó, này gì với nó thì không ai làm đó. Vì sợ vậy đó, rồi cái đốt nhang. Con trời cũng khiến đốt nhang cũng hơi ấm ấm, cũng bớt sợ. Nay là đâu còn sợ mưa gió nữa. Nay vì mừng quá trời, vì mừng phải nói, không có tưởng nói gì đâu, gì phải nói gì, vì mừng gì bỏ ăn luôn á. Dạ. Con thấy ông hình thù dòm thế nè. Ở nhà người ta đâu có tắm rửa được chỗ đâu mà tắm. Chịu sáng rồi cái tối này, này lao mình sơ sơ có thay đồ. Chiều nay tắm cái cho đã ha. Chiều nay gì tắm nó khỏe. Tối sớm gì cũng tắm cho quá trời, chỗ nó 4 ngày rồi. Ăn không dám ăn. Rồi tối hôm qua ngủ được không? Không, mưa. Không được luôn hả? Không, trời mưa. Nói chung là từ hôm nay là cho nhà đó là gì mừng quá thì ngủ không được. Từ hứa cho nhà giờ thì không có ngủ được, bữa đêm nào đó. Suy nghĩ cái gì mà ngủ không được? Suy nghĩ là như mình có nhà rồi, mình mừng rồi. Rồi giờ mình quá mừng rồi, giờ chừng mình trong cất rồi, cái mình không biết cất, mình vô ở rồi cái này kia vậy đó. Rồi mình tiền bạc không có, thì có bao nhiêu mình ăn nhiêu, nhiều khi đầu bên tiền không có, rồi nhiều khi đầu bên nhà cửa cái gì bệnh hoài, liền hoài. Chị dạ. Thấy vậy uống thuốc tương niên con ơi. Ngày nào uống thuốc đó, uống thuốc gì chống mặt, cái gì lên huyết áp đó con. Vì uống suốt ngày luôn á, uống tháng là uống 30 ngày luôn á. Này là mình gắn cái gì đây anh? Cái ống nước. À. À, con nhỏ cháu tắm á. À à. Bây giờ thì anh cháu có gì sang gắn thêm cái ống nước ở đây ha. Để cho bé Hân nó sinh hoạt ở đây nè. Nó trống chân vậy nước nó chảy ra dễ anh ha. Đúng rồi. Dì Sen đang nấu gì vậy? Dì nấu nước đó con. Chăm mẹ dì đốt nhang. Cái hộp quẹt thì dì bỏ nó mất tiêu trơn. Dì không nhớ nữa. Nấu rửa lên cái ấm nhà cửa. À. Nè. Dì Sen kêu ai đó? Kêu nhỏ em nè. Dạ. À. À khi về nhà mới là mình nấu nước hay gì? Ừ. Dạ. Nhờ ân trên chương gian Phật trời, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu độ cho Hồ Thị Sang. Cho cặp mắt sáng, đừng có gì hết trơn, đi trúng thuốc, trúng thầy, trúng bác sĩ cho mau hết bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ ông cụ bà cạo quá cục đất này chứng kiến dùng cho Hồ Thị Sang thủ dân đó. Hôm nay mùng 3 tháng 1 có về ở nhà sửa chữa nhờ thiện nhân với mà Minh Tơ phù hộ độ cho mạnh người quân các anh chị ở trong ban hội phù hộ độ cho y có cái ngôi nhà nữa. Rất là tấm lòng vàng này không biết nhờ, chừng nào quên ơn nữa. Suốt cuộc đời nhớ mãi luôn Âm Di Đà Phật. Chị em nào cũng có nghèo khổ trơn, không có ai được phù hộ. Mình có cái đồng tiền lớn để giúp đỡ, nhờ mấy anh em phù hộ được thì cho được căn nhà như vậy đó là thành đặc biết ơn biết nhiêu, nói không biết đền ơn đáp nghĩa như thế nào được cho trọn vẹn. Như mạnh thường quân nhờ cứu khổ độ cho Hồ Thị Sang như vậy đó, tôi rất là mang ơn đó. Đại từ Đại Bi á, A Di Đà Phật, chứng minh gia hộ. Thì sao cho bé Hồng nó đốt cây nhang luôn đi. Nè. Nó đốt nó giấy nó lại thôi, nó đâu có biết giấy. Đốt lại đi.
con nó đốt vàng vậy. A Di Đà Phật. Xin chào ông cấp, ông cấp cứu cho chủ nhân nhà này. Tôi rất mừng giữ ấm nha ông cấp. Ông cấp được phước lớn. Nhân hậu ông cấp ta giỏi được hỗ trợ cho người quan nạn như vậy. Mừng giữ ấm. A Di Đà Phật, mà nhờ ông cho đường hậu ra cho ông cấp cái phù hộ giúp với hậu đâu hậu đúng nha buồn nè người ta cho tiền ở căn nhà vậy chú rất mừng nhớ mấy chú ổ mà một mình làm là không dễ ông cháu ơi nhờ ông cháu giúp ở nhiều người mạnh thường quân chú giác cái mừng nhắm nhờ vậy ông cháu hương tình giúp ở ông ngân cho chú già với em ông cháu ông cháu được bước cao sạc là cao ông cháu ơi ông cháu tuổi nhỏ ông cháu làm vậy ông cháu bước cao giờ vô ông cháu ê em về chứng chút rồi em tròn ơi chù che với xa lắm ông cóc ơi ông cóc sao ông cảm cho em nha em mới cho 12 tuổi à em về em thấy chủ nhân nhà sổ vợ sổ mà nhờ anh em chăm sóc về vậy em mừng quá em chết hồi nhỏ em không cho biết người dân ai xảy cho này em nương tựa cho thôi à chứ em không biết cái xeo ai hết á ông cháu ơi xin phép ông cháu cho em ra em trả xác cho xác cho cháu nghe em xin trả xác nha ông cháu. Em xin đi quan thế âm bồ tát ơi ổ cho ngay về chùa chủ cho nghe a Di Đà Phật bé hậu bé đó dạ đúng đúng đó dạ 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 kêu nói sao vì sao đang nút nhen sao người không giái rồi sao đây nhảy như vậy đi sao kêu này nhảy đi vậy kêu nó sao vậy sao nó nhảy vậy sao mình có thờ gì nào không à? Sao không nói sao cái gì vậy thờ gì lắm dạ nó thờ gì lắm mà không chịu mặc vô mày mồ hôi mỏ không. Gì nữa đang làm gì thầy? Đốt nhang. Có thể là đang đốt nhang, chị Sáu đang đốt nhang gì vậy? Gì nữa? Chưa mặc vô mai coi. Chị Sáu đang đốt nhang mà, đúng không? Nó thay ly hương. Đi thay ly hương. Chị Sáng có biết có ai ở đây không? Ở nhà nó thì là cục đất nó cũng có người nhà cũng có người chết hồi nhỏ còn người ta hư thai rồi đó rồi thành ra là nó nhẹ cái vía nó hợp với người ta lâu cũng vậy hoài à nó hợp cái vía người ta thì nó cũng như cũng vậy đó miễn nó mà cái gì thời gian giấy gì đỡ chút xíu mà nó vậy. Cái mệt không gì sao không biết chị có mệt không giờ còn mệt không rung thôi không biết chị. Mới đi thay hương bỏ nhau bên kia rồi múc thôi à. Ta cũng mừng thôi à không có gì ta cũng mừng ta cũng là mừng rồi cái gì được cái nhà rồi người ta mừng là tụi con giúp đỡ cho gì chứ không gì hết á nói còn nói gì à luôn á nói nó thiệt cũng mừng thôi hỏi bé nhân đi cũng xin phù hộ cho mai bán đất nhiều sức khỏe thôi không có gì.
cũng nói chúc mừng cho hai đứa con này, hai đứa cháu này mừng, cũng như là giúp đỡ cho mình vậy là thôi chứ không có gì. Nếu mà có gì nói bậy bạ tụi con thông cảm cái gì nha, tại vì lừa gì không biết, cũng lấy ghế cho nó ngồi. Như vậy thì cũng tạm ổn rồi, bây giờ thì chỉ còn một số khâu đó là quét dọn, chuyển đồ đạc qua. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì những người thân của dì Sang và hàng xóm vòng vòng đây có phụ dì Sang á, thì sẽ xong sớm thôi. Và ngày mai thì dì Sang đã có thể là bán tạp hóa để kiếm tiền, để mua gạo cũng như là chữa bệnh được rồi. Thì Nhân cũng cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Nhân để giúp đỡ cho hoàn cảnh của dì Sang bé Hân. Nhìn cảnh dì Sang thì thấy thương lắm. Qua nhà mới thì cũng ngồi một chỗ vậy đó, chứ đâu có đi đứng gì được đâu, không có di chuyển được đó, cho nên là nhờ vào mọi người giúp đỡ thôi à. Bởi vậy trong cái căn nhà cũ thì rất là nguy hiểm nếu như có mưa gió xảy ra. Thì bây giờ có cái nhà mới như thế này cũng vững chắc hơn nhiều rồi. Thì dì Sang sẽ buôn bán để kiếm sống. Một chút nữa thì cũng gắn đỡ cái bộ giạc cũ ở đây này cho dì Sang ngồi lên sinh hoạt, tắm rửa, ăn uống. Mấy ngày rồi không có tắm luôn. Thì nếu như trong thời gian tới có đủ duyên thì Nhân giúp dì Sang thêm một số cái nội thất ở trong nhà này nè. Thay một cái bộ ván mới chứ bộ ván cũ nó cũng mục nát hết rồi. Cái bàn này thì cũng tận dụng lại. Vậy thôi con về nha dì Sang. Dạ. Dạ thôi giờ vô nhà mới vui rồi ha. Mình không có khóc nữa. Khóc quá hại mắt. Thì con chắc ngày mai là con cũng về lại Sài Gòn á. Cho nên là vài bữa mà con đi xuống đây á, thì con có duyên thì con giúp cho dì Sang thêm một số thứ nữa. Giờ thì con cũng về, con lo một số công việc gia đình. Với lại là trong từ đây đến ngày mai thì anh em của tụi con cũng đi thêm một số cái hoàn cảnh khác á. Cho nên là sẽ không có ghé lại được. Thì hẹn dì Sang 5-3 ngày gì đó tụi con rảnh tụi con ghé thăm dì Sang ha. Với lại cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị về cái việc mà dì Sang dọn nhà như thế nào á, rồi bài bán hàng hóa rồi như thế nào ha, để cho mọi người biết, mọi người mừng với dì Sang. Dạ mua mai bán đất nha. Con nhiều lắm nha. Dạ dạ rồi rồi.